Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Không thể để Bộ Chính trị thành con tin của Công an Ngày 27 tháng 5, nhà báo Trương Huy Sang, tức Huy Đức, đã viết trên trang Facebook cá nhân rằng một quốc gia không thể phát triển dựa trên sự sợ hãi. Thời báo chấm trích giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Xem phim trưởng thì một đôi đũa, một lá bài trong tay cao thủ cũng có thể trở thành vũ khí. Nếu tư duy quy đồng mọi người là tội phạm thì có lẽ có ngày chúng ta phải ăn bóc vì đũa là vũ khí nguy hiểm. Một giáo sư luật nói khi theo dõi những sửa đổi trong luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Theo giáo sư, cách quản lý hiệu quả và văn minh là quản lý hành vi sử dụng gắn liền bối cảnh không gian, ví dụ như mang những công cụ ấy đến bến xe, ga tạo. Rất đồng tình với giáo sư, nhưng tôi không chỉ tiếp cận vấn đề ở góc độ pháp lý, tôi suy nghĩ rất nhiều ở khía cạnh an ninh của người dân. Nếu định nghĩa như dự thảo, thì gia đình nào của Việt Nam, đặc biệt là nông dân, mà không có ít nhất một công cụ thuộc danh mục vũ khí thô sơ do Bộ trưởng Bộ Công an quy định. Và đây là hình tế tệt trên Facebook của nhà báo Trương Huy Sang. Vài tuần trước, một vị lãnh đạo lão thành của ngành công an cũng đã rất ngạc nhiên khi thấy báo đài đưa tin thanh tra Bộ Công an thanh tra tại Ngân hàng Nhà nước. Và ông được một vị tướng về hưu giải thích, đây là thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng. Khi luật an ninh mạng đang được thảo luận, một số đại biểu và chuyên gia pháp lý đã nhìn thấy tình huống này, công an có thể vào trong nhiều ngành. Dù bằng tư duy quản trị quốc gia thông thường và hiểu biết của một người từng lãnh đạo ngành, không ai hình dung công an có thêm chức năng ấy. Chúng tôi hiểu những khó khăn của các đại biểu quốc hội khi phản biện những chính sách, những luật do Bộ Công an trình. Ngay cả chúng tôi khi lên tiếng góp ý cho những chính sách của ngành công an cũng thường nhận được khá nhiều khuyến cáo, nhưng quốc gia hưng vong thất phu hữu trách. Việt Nam đang duy trì một thể chế tương đồng với Trung Quốc, Việt Nam nên học Trung Quốc, những điều họ đúng, Bộ trưởng Công an không phải là ủy viên Bộ Chính trị. Có lẽ Đảng Cộng sản Trung Quốc coi công an là công cụ của bộ chính trị, chứ không để bộ chính trị trở thành con tin của công an. Bộ Công an cũng không nên cấu trúc như hiện nay mà nên tách chức năng điều tra khỏi lực lượng cảnh sát. Và đây là hình một kỳ họp quốc hội Quốc hội nên giám sát, đánh giá chủ trương, đưa công an chính quy về xã. Thực tiễn nhiều năm qua cho thấy, không phải lực lượng công an đông mà đất nước an toàn hơn. Chưa bao giờ tội phạm phát triển phức tạp như vừa qua. Và nếu như lừa đảo trên mạng có yếu tố mặt trái của thời đại công nghệ, thì cướp ngân hàng là hiện tượng mà trước đây rất hiếm. Tôi tin nếu cắt giảm 2/3 và tăng lương lên gấp 3, không những an ninh sẽ được cải thiện, mà hình ảnh người công an trong mắt người dân cũng sẽ đẹp hơn cơ chế quản lý, đặc biệt là quản lý đất đai, dự án của ta hiện nay rất khó làm đúng. Rất ít ai ở trong hệ thống này đã từng ký tá mà dám tin rằng mình chưa làm gì sai. Hiện thực ấy đã khiến không chỉ có rất ít người đang vận hành hệ thống này không phải sống trong sợ hãi, không chỉ quan chức, nên tránh những điều luật khiến cho gần như mọi gia đình và phần lớn người dân đều có thể vi phạm. Đừng để thường dân cũng phải luôn nâm nớp, bất an không có quốc gia nào có thể phát triển bền vững dựa trên sự sợ hãi. Tôi tin giờ đây, Đại tướng Tô Lâm sẽ tư duy như một nguyên thủ, chứ không phải tư duy như một người nắm chắc bộ công an, đặt quyền lợi quốc gia lên trên lợi ích của ngành. Sau những năm tháng ngào ngán, chứng kiến quan tham ăn không từ một cái gì, háo hức chờ những vụ bắt bớ. Giờ đây, cái đất nước cần là một giai đoạn thật sự thái bình. Cần những sửa đổi về thể chế, để sao cho quan có thể tử tế khi còn tại chức, dần có thể ngủ ngon khi nói và làm những điều ngay thẳng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Không thể để Bộ Chính trị thành con tin của công an. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tô Lâm có thể leo lên chức tổng bí thư hay không? Ngày 25 tháng 5, BBC có bài bình luận, Chủ tịch nước Tô Lâm, ghế tổng bí thư có dễ dàng hay không? Theo đó, sau khi ông Tô Lâm bước vào tứ trụ, nhiều nhà quan sát quốc tế quan tâm về khả năng kế nhiệm chức vụ tổng bí thư của ông. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đó là một lộ trình gặp gần. BBC dẫn bài viết đăng tải ngày 21 tháng 5 trên trang Forum của Viện Nghiên cứu IS Singapore, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp cho rằng Đại tướng Tô Lâm là một ứng cử viên nổi bật. Vị trí Bộ trưởng Công an trước đó của ông Tô Lâm đã khiến ông có sức ảnh hưởng đáng kể tới các quan chức cấp cao khác, bao gồm cả ủy viên Trung ương đảng. Tuy nhiên, sự thăng tiến của ông còn phụ thuộc vào người kế nhiệm chức Bộ trưởng Công an. Và đây là hình bài bình luận trên BBC. BBC cũng dẫn ý kiến của bà Futaba, nhà nghiên cứu tại Viện Kinh tế Phát triển Chrestro Nhật Bản, đăng trên Nikkei Asian ngày 22 tháng 5. Việc ông Tô Lâm duy trì ảnh hưởng trong Bộ Công an sẽ là một trong những yếu tố then chốt quyết định liệu ông có thể trở thành Tổng Bí thư hay không. Hiện vẫn chưa có ai ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng Công an còn trống. Thứ trưởng thường trực Trần Quốc tỏ đang được phân công điều hành hoạt động của bộ này. Ngoài ông Tô Lâm, Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp cho rằng, thường trực Ban Bí thư Lương Cường cũng sẽ là một ứng cử viên đáng chú ý cho chức vụ tổng bí thư, đặc biệt là khi ông này được lịch sử ủng hộ. BBC cho biết, ở đây ông hiệp đang nói trường hợp cố tổng bí thư Lê Khả Phiêu, người đã nhậm chức tổng bí thư từ vị trí thường trực Bộ Chính trị, tương đồng với thường trực ban bí thư bây giờ. Hơn nữa, ông Lê Khả Phiêu cũng là tướng quân quân đội như ông Cường. Và đây là hình ông Tô Lâm, tuyên thể nhậm chức chủ tịch nước Việt Nam cho đến nay chưa có vị tổng bí thư nào xuất thân từ công an. Theo ông Hiệp, chính xuất thân từ ngành công an có thể là một điểm bất lợi cho ông Tô Lâm. BBC dẫn đánh giá của giáo sư Carter, một nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu năm, rằng tham vọng trở thành tổng bí thư của ông Tô Lâm không hoàn toàn thuận lợi vì có vẻ ông không giành được sự ủng hộ cao từ các đồng chí của mình. BBC cũng đề cập đến những vụ việc được coi là vết đen trong sự nghiệp của Tô Lâm, như bữa tiệc bò giác vàng, vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh năm 2017. Hơn nữa, theo BBC, có nhiều ý kiến đánh giá rằng việc Tô Lâm trở thành chủ tịch nước càng ngày càng củng cố hình ảnh nhà nước công an trị. Có thể, đây cũng sẽ là một điểm nữa khiến đảng phải cân nhắc kỹ trường hợp của ông Tô Lâm cho vai trò tổng bí thư. BBC cũng cho biết, ngay sau khi chủ tịch nước Tô Lâm nhậm chức, truyền thông Đức và Slovakia đã nhắc lại vụ ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Berlin ở Đức vào năm 2017. Hành vi này đã gây ảnh hưởng tới quan hệ giữa Đức và Việt Nam. Và đây là hành vụ Trịnh Xuân Thanh luôn là vết nhơ của ông Tô Lâm trong quan hệ với quốc tế. BBC tiếp tục trích dẫn bài viết của tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang, nghiên cứu viên khách mời thuộc viện ES Singapore đăng ngày 22 tháng 5 trên Financial Times cho rằng ông Tô Lâm có thể sẽ gặp khó khăn khi làm chủ tịch nước. Ông ấy chưa bao giờ giữ bất kỳ chức vụ nào ngoài ngành công an. Sẽ dần xuất hiện những câu hỏi về khả năng lãnh đạo của ông ấy trong các vấn đề kinh tế và xã hội. BBC dẫn các quan điểm trái ngược về việc ổn định chính trị tại Việt Nam. Theo đó, giáo sư Katherine cho rằng việc đủ người trong tứ trụ giúp ổn định chính trị, nhưng ông Floran trưởng đại diện tại Việt Nam của viện nghiên cứu Cast lại cho rằng mọi chuyện vẫn sẽ tiếp diễn tới khi người kế vị tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được chọn. Bên cạnh đó, BBC cho biết thêm, do lo ngại về chiến dịch chống tham nhũng, bộ máy hành chính ở Việt Nam được cho là ngày càng trở nên trì trệ. Điều này đã có tác động tiêu cực đến nền kinh tế và gây lo ngại cho các nhà đầu tư. Bài viết trên Nikkei Asian dẫn nhận định của giáo sư Ryuichi từ Đại học KI Nhật Bản nói rằng, dù đã có những thay đổi chính trị, hệ thống chính quyền Cộng sản khả năng cao là sẽ không có gì thay đổi. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tô Lâm có thể leo lên chức tổng bí thư hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.